Mẫu ghế limousine hot nhất hiện nay anh em không thể bỏ qua đó là Crystal 4.0 đến từ thương hiệu limousine Hồng Y. Đây không chỉ là một mẫu ghế limousine thông minh, sang trọng mà đặc biệt là đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn 3C đã được kiểm định về sản phẩm và đắp đặt vào lỗ chờ zin của xe. Và hiện mẫu ghế limousine Hồng Y đang bị giả nhái rất nhiều nên video này sẽ hướng dẫn anh em cách nhận biết ghế Hồng Y chính hãng. Đầu tiên là biểu tượng tay cầm pha lê trong suốt độc đáo và có logo LED Hồng Y vô cùng sang trọng và dĩ nhiên là hàng nhái không thể làm được điều này. Thứ hai là màn hình cảm ứng của Hồng Y siêu mượt, có logo Hồng Y ở giao diện bên trong. Các loại hàng nhái, màn hình cảm ứng chậm, lắc và không có logo. Ngoài ra, thiết kế kiểu dáng của Hồng Y vô cùng sắc sảo với phần tay cầm nguyên khối sang trọng, mạ viền niken sáng bóng hút mắt. Đặc biệt, Hồng Y có tính năng điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt duy nhất tại Việt Nam. Hồng Y ơi! Dạ vâng, em đây. Tựa lưng xuống. Tựa lưng xuống. Hồng Y ơi! Dạ vâng, em đây. Tựa lưng lên. Tựa lưng lên. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, Protu chính thức trở thành nhà phân phối độc quyền sản phẩm limousine Hồng Y tại Việt Nam. Liên hệ ngay hotline 090 1800 001 để được tư vấn chi tiết. Hồng Y limousine, an toàn, thông minh và sang trọng.